Thưa quý vị và các bạn, mới đây 22 nhà khoa học người Việt đã lọt top 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2020 theo công bố của tạp chí PILOS Biology của Hoa Kỳ. Và đứng đầu trong danh sách này là giáo sư Nguyễn Đình Đức, hiện công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây tiếp tục là sự khẳng định đối với những công hiến và bề dày nghiên cứu của nhà khoa học, nhà giáo Nguyễn Đình Đức nói riêng và nền khoa học của Việt Nam nói chung. Hơn 30 năm bước chân vào nghiên cứu khoa học, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đã chọn cho mình hướng đi bền bỉ và gắn trọn vẹn với vật liệu composite. Những năm làm tiến sĩ và tiến sĩ khoa học ở Nga, giáo sư đã bắt đầu nghiên cứu về vật liệu composite carbon, carbon 3 pha. Vật liệu này siêu nhẹ, siêu bền nhiệt, ứng dụng cao trong ngành hàng không, vũ trụ và tên lửa. Khi về nước, ngay từ năm 2002, giáo sư đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại và kết quả nghiên cứu ở Nga để áp dụng cho vật liệu nano composite ở Việt Nam. Đến nay, ông đã công bố hơn 300 bài báo, báo cáo công trình khoa học. Trong đó có hơn 150 bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI. Ngoài ra, ông còn là tác giả của một bằng phát minh, một bằng sáng chế trong lĩnh vực vật liệu mới. Trong những năm vừa qua thì hướng nghiên cứu của chúng tôi có rất nhiều công bố về vật liệu chức năng có cơ lý tính biến đổi. Đấy, như chúng ta đã biết, tức là vật liệu bình thường là những hằng số vật liệu, những cơ lý tính đấy nó là hằng số đấy, và cố định trong mọi cái điều kiện hoàn cảnh. Đấy, còn đối với vật liệu thông minh thì nó biến đổi theo chiều dày cấu trúc, theo thời gian và theo những cái điều kiện bên ngoài. Thì chúng tôi đã nhờ những hợp tác với những đối tác nước ngoài, chúng tôi đã tiếp cận được những nghiên cứu hiện đại và đã đào tạo được rất nhiều nghiên cứu sinh và có những công bố trên các tạp chí có uy tín về lĩnh vực này. Một trong những sáng chế nổi bật của giáo sư Nguyễn Đình Đức là vật liệu composite polymer sợi thủy tinh đã được ứng dụng rất thành công tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đóng tàu. Ý tưởng của sáng chế này nảy sinh từ thực tiễn. Nhận thấy công nghiệp đóng tàu vừa và nhỏ bằng composite phát triển rất mạnh mẽ, nhưng phần đà máy, tức là phần bể chứa máy của tàu thủy hay bị thấm nước, giáo sư đã đưa ra ý tưởng là bổ sung một tỷ lệ hợp lý các hạt nano titan dioxide với kích thước rất nhỏ để chám lỗ rỗng trong vật liệu polymer, làm tăng cường khả năng liên kết giữa nền polymer với sợi. Sau khi có kết quả nghiên cứu và thử nghiệm một cách tin cậy và chắc chắn, tháng 8 năm 2012, Viện Nghiên cứu và Chế tạo Tàu Thủy Đại học Nha Trang đã cùng giáo sư thi công áp dụng vào thực tiễn, chế tạo đà máy trong quá trình đóng tàu bằng composite tại Viện thành công. Khả năng bền nó cao, rồi khả năng chống thấm, chống nứt, cũng như là tránh cái biến dạng và đặc biệt là nó tăng cái khả năng bền uốn cho chi tiết mà chịu lực cũng như là cả con tàu. Được cái cộng đồng khoa học đánh giá rất là cao. Đây là một cái hướng nghiên cứu mới và tạo ra được những cái gọi là ảnh hưởng mang tính là tầm quốc tế về cái nội dung khoa học về cái hướng này, để tạo ra cái vật liệu mà có thể chống chịu được các cái điều kiện khắc nghiệt và trong ứng dụng trong những cái môi trường đặc biệt. Đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực khoa học, song với giáo sư Nguyễn Đình Đức, việc được xếp hạng trong khoảng 5.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới trong danh sách 100.000 nhà khoa học là một bất ngờ lớn đối với ông. Đối với giáo sư Nguyễn Đình Đức, làm khoa học là kiên trì, bền bỉ và đôi khi phải chấp nhận hy sinh. Không chỉ bản thân mình mà còn phải thắp lửa đam mê cho người khác, cho học trò của mình để tạo nên một đội ngũ mạnh. Thành tựu đạt được hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho sự cống hiến của ông, một nhà khoa học, nhà giáo không ngừng đam mê.